Trong 5 giây, đố bạn biết đây là con gì? Nào nào, đến lúc sử dụng não rồi nào. Nó là một con chuột. À, không thể là chuột, chuột thì phải có lông chứ. Khó quá ha, nhìn cái khác nhé. Liệu nó có phải là một con tê tê hay... Đoán được chưa? Có là lạ phải không các bạn? Mình nói tên con này, các bạn bất ngờ nó bật ngửa luôn đấy. Nhìn thì nó dị thật sự. À, nó là con nhím ấy. Ha ha, quá là bất ngờ đúng không? Cái con các bạn đang thấy chắc nó bị dính lời nguyền, nên nó không có mọc lông. Và cái kết là nhìn nó như một cục thịt với đầy đủ bộ phận của một sinh vật sống. Có rất nhiều loài nhím. Nhím rừng thì nói như này: rất to và lực chúng, có những cọng lông dài từ 30 đến 60 cm, cực kỳ nhọn. Những cọng lông này sẽ giúp chúng tự vệ trước vài loài săn mồi, chẳng hạn như là báo. Cũng là nhím nhưng nó chẳng liên quan gì đến con trọc trọc vừa nãy. Cái con vừa nãy nếu nó có lông thì nó sẽ nhìn này. Gọi nó là nhím chứ thực chất nó có họ với loài chuột chù. Có hôi hay không thì mình không biết. Vì có vẻ ngoài khá là nhím mà lại rất là chuột, nên bọn này được người ta nuôi làm thú cưng, nuôi nhiều ở châu Âu. Dạo gần đây thì ở Việt Nam cũng có xuất hiện. Chúng ăn côn trùng hoặc bất cứ thứ gì bạn cho nó. Nó là nhím cảnh mà, đừng cho nó xả hành ngò là được. Một thông tin cũng khá thú vị mà mình mò được về loài này là bọn này có thể kháng mọi loại độc của rắn. Quay trở lại với cái con không lông, biết nó là nhím rồi thì ắt hẳn con này đích thị là sai lầm của tạo hóa, là phép lỗi của tự nhiên, là một cái gì đó như những bộ phim Âu Mỹ. Không lông.